Đây là hình ảnh mới nhất về sư thầy Minh Tuệ sáng ngày hôm nay ngày 25 tháng 6 khi mà sư thầy đi khất thực như mọi ngày. Có vẻ như là dáng vẻ của sư đang gầy gò và mọi người khoan hỷ đã cúng dường cho sư. Còn đây là khoảnh khắc đẹp đẽ mà sư Minh Tuệ ngồi thọ thực dưới mưa mà có lẽ đối với tất cả ma tăng sầm tăng hay là những anh thợ tu giả không thể nào làm được như sư quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy nhìn lại khoảnh khắc đẹp của sư Minh Tuệ à, khi ngồi thọ thực dưới trời mưa ung dung tự tại dù trời có mưa hay là trời có sụp xuống thì sư vẫn như vậy vẫn bình thản an nhiên còn đây là nơi cốc tu của sư Minh Tuệ được một số anh em ở gần đó đã quay chia sẻ lại thì à, mọi người có thể thấy được một cái điều mà à, thật sự không hề muốn mà đối với tất cả chúng ta nhìn vào cảm thấy rất là phản cảm. Nếu như cái chỗ này dành cho ông Lê Tường Văn thì được, cho những ông thợ tu khác thì được. Chứ còn sư Minh Tuệ của chúng ta là một người gọi là buông bỏ, hỷ xã và ngày nhận cúng dường có một bữa thì không hiểu vì sao họ lại làm nơi cốc tu của sư thầy Minh Tuệ như thế này. Xin mến chào tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại với bản tin cập nhật mới nhất về hình ảnh của sư thầy Minh Tuệ. Trước hết thì xin chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em có được thân tâm an lạc và thanh tịnh và tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã quay trở lại xem kênh cuộc du hành trong cuộc sống ở cõi ta bà này. Thưa quý ông bà và anh chị em, đối với tình hình cũng như là hình ảnh về sư thầy Minh Tuệ hiện nay rất là ít ỏi và hiếm hoi à, và dường như uh, đang hạn chế nên là một số người uh, tiếp cận sư Minh Tuệ rất là khó khăn và dường như là không thể. À, hiện nay thì có một số người dân họ tình cờ hữu duyên và gặp được sư đi khất thực, họ đã quay lại những khoảnh khắc đó mà thôi. À, hiện nay thì uh, đối với tình trạng tại gốc tu của sư Minh Tuệ À, một cái nơi mà sư đã à, từ Huế được đưa về Gia Lai làm căn cứ công dân và sư đã chọn nơi đây làm nơi ẩn tu nhưng mà đã bị à, tất cả những à, người hiếu kỳ cũng như là người dân tới đảnh lễ và làm cho nơi này trở nên xáo trộn hơn như quý ông bà và anh chị em thấy đây là hình ảnh nơi cốc tu của sư thầy Minh Tuệ được một số anh em đã chia sẻ lại và mọi người có thể thấy được là có trái cây có hương khối có hoa quả à, có bông hoa nếu làm như thế này thì thứ hỏi làm sao mà sư tu tập cho được khi mà sư đã chọn về nơi đây để ẩn tu nhưng mà mọi người hiếu kỳ cũng như là quý mến có tới làm phiền sư à, khiến cho sư phải à, tìm một à, nơi khác và có lẽ với nguyện hạnh của sư thì không ở một nơi quá ba ngày cho nên là hiện nay thì sư đã đi chỗ khác nhưng mà người dân vẫn cứ kéo tập trung về nơi đây để mà quỳ lại rồi đem hoa quả nhang đèn có người còn để tiền ở trong đây nữa đây là một cái hình ảnh rất là phản cảm làm cho chúng ta nhớ lại về cái cảnh mà ông Lê Tùng Văn ngồi ở giữa cũng y như là cảnh như thế này rồi để cho một số người ở trong cái am đó uh, quỳ lại. Có lẽ nơi đây là nếu như mà trang trí mà bày cúng kiến như thế này thì thật sự đối với những ông ma tăng, những ông xàm tăng hoặc là những ông dê tăng là rất là thích. À, nhưng mà những người đó lại không được trong khi sư thầy Minh Tệ của chúng ta là một người sống rất là giản dị và chân chắc cho nên mọi người làm như thế này đó là làm cho sư cảm thấy khó chịu nếu như mọi người làm như thế này đã khiến cho sư phạm giới và cũng chính điều này khiến cho sư gặp rất nhiều khó khăn trong việc tu tập à, Hạnh đầu đà của mình bởi vì mọi người làm như thế này thì chẳng khác nào à, sẽ khơi gợi lên cái lòng tham sân si của những ông ma tăng, những ông sàm tăng, những ông dê tăng núp bóng nhà chùa sẽ có lòng sân hận đố kỵ đối với sư thầy Minh Tuệ và khi mà họ đã nổi sân hận lên thì họ tìm đủ mọi cách để mà họ đến họ phá họ quậy họ sẽ hãm hại đối với sư thầy Minh Tuệ nhìn lại hình ảnh sáng nay của sư thầy minh tuệ à, mọi người có thể thấy được là một sự tu tập khổ hạnh và sư đã buông xả tất cả mọi thứ à, nhưng mà đi tu hạnh đầu đà là một cái pháp hạnh tu khổ hạnh phải nói là cực kỳ gian nan và khó có thể thực hành được à, mà sư cũng không bao giờ săn si với bất cứ người nào nhưng mà hiện nay do sức sự ảnh hưởng À, mọi người à, tin yêu cũng như là mọi người đã thấy được cái sự tu tập của sư chính vì thế mà mọi người yêu quý mến sư điều đó đã khiến cho những ông à, ma tăng những ông sàm tăng đã đội lót ở nhà chùa à, đã có những cái pháp ngôn không chuẩn mực đã đứng đằng sau chỉ đạo cho nhóm yêu tăng để mà lên công kích cứ như là quấy phá thầy khiến cho thầy khó khăn không còn đi bộ hành như xưa cũng như là không còn tâm trạng cũng như là không còn dễ dàng đi thực hành bộ hành như ngày xưa nữa. Và theo thông tin thì mới đây có một vị sư cũng Khoan Hỷ cũng có cơ duyên và cũng rất là mong muốn để mà giúp cho sư Minh Tuệ thực hiện được ước nguyện của mình là về hành hương nơi đất Phật nơi uh, vườn Lâm Tỳ Ni cũng như là Bồ Đề đậu Tràng và nơi uh, vườn Lộc Uyển uh, cũng như là nơi uh, Đức Phật nhập Niết bàn uh, không biết là cái thông tin này có chính xác hay không nhưng mà có lẽ nếu như mà đây là uh, sự thật và ước nguyện của sư được uh, thực hiện thì có lẽ tuyệt vời và có lẽ uh, cái sự sức lan tỏa yêu thương cũng như là giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn với Đạo Phật khi mà có Sư Minh Tuệ đã được thành hương cũng như là đã khai thị cho mọi người biết được đâu là sự thật còn đâu là giả dối đội lót nhà chùa để mà kêu gọi cúng dường để trục lợi. Còn đây là hình ảnh mới nhất cũng như là hot nhất hiện nay đối với người được cho là người lên chỉ trích đối với sư Minh Tuệ là thằng Ba Trận. À, bữa nay thì không biết ai là Ba Trận, à, ai mới là thật sự người Ba Trận. Khi đây là được cho là nhận bằng tốt nghiệp, à, không biết quý ông bà và anh chị em còn nhớ lại câu nói là nếu như người nào mà có tâm à Phật hướng Phật mà nếu à, có tâm thật sự thì nên cúng luôn cho thầy cái bằng tiến sĩ. À, và hiện nay thì cái bằng tiến sĩ là đã được một uh, trường uh, đại học luật cấp à, nhưng mà đang lầm sùm người ta cũng đang soi ra những dĩ vãng dơ giấy và những điều không tốt đẹp về ông thích chân quan này à, hiện nay trên các trang mạng xã hội đã chia sẻ cũng như là đã lục lọi tìm lại những dĩ vãng dơ giấy không thể nào giấu giếm của ông chân Quang này đã được chia sẻ rất là nhiều à, và đặc biệt là câu nói là nếu như người có tâm đạo á, là thầy nói thật là cúng luôn cái nhà cho chùa à, nhưng mà ở đây thì mình nói chơi chơi à, nếu như thầy nói thật anh nào mà có tâm đạo à, thương thầy thật sự thì nên cúng luôn cho thầy cái bằng tiến sĩ à, nói chơi chơi vậy nhưng mà hiện nay thì có một cái trường đại học cũng đã cấp cái bằng tiến sĩ đó cái rẹt cho thầy <laughs> bây giờ mới biết được là đâu là ba trận thì nhắc đến cái câu chuyện ba trận thì có một anh đã viết như thế này từ đó đối với cái thằng ba trận ăn mặc sang trọng ngồi âu đi ôm cái bằng tiến sĩ ấy đi lang thang bao nhiêu người kêu lên ô oh, đây là thánh nhân của cuộc đời của tôi đó cũng là ba trận là tư duy thật sự ngưỡng mộ đối với cái thằng ba trận nó đã đánh vỡ cái phước báo của ta, đánh vỡ tâm hồn của ta. À, rồi bây giờ quý ông bà và anh chị em thấy ba trận dữ chưa? À, thấy đánh phước báo dữ chưa? À, lên mà thiết giảng. Ô, thánh nhân cuộc đời của ta à, dữ chưa? Bây giờ mới biết là ai là tà tư duy, à, ai mới là chánh pháp. À, trong khi sư thầy Minh Tuệ thì không hề nói gì hết, chỉ ôm cái lỗi nồi cơm điện ung dung tự tại đi từ nam ra bắc và đi ngược lại đi chân không chăn đất đầu trần và dụ như có hữu duyên thì sư chia sẻ về quá trình sư tu tập chứ sư không hề kêu gọi bất cứ người nào đi theo sư hay là đi tu như sư mới đúng. thì buổi sáng ngày hôm nay cũng xin cập nhật với quý ông bà và anh chị em về hình ảnh của sư minh tuệ đi khắc thực cũng như là thông tin mới nhất về sư để mà chia sẻ đến tất cả quý ông bà và anh chị em để cho quý ông bà và anh chị em không có cơ hội đến đảnh lễ thích sư nhưng mà vẫn biết được thông tin của sư cũng như là chúng ta sẽ đảnh lễ từ xa như vậy thì sẽ giúp cho sư được trọn vẹn trên con đường tu tập không biết quý ông bà và anh chị em cảm nghĩ như thế nào về cái bằng tiến sĩ của ông Thích Trăng Quang cũng như những lời rao giảng của ông cũng như là về hình ảnh chân thật mới nhất của sư minh tuệ trong nội dung video ngày hôm nay thì đừng quên để lại lời bình luận ở dưới video này còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta hãy buông bỏ hết xuống những khổ đau phiền muộn và xào não để giữ cho thân tâm mình an lạc thanh tịnh và cùng nhìn theo bước hành trì của sư thầy minh tuệ trên con đường tìm kiếm giải thoát và giác ngộ để có thể cứu vớt được tất cả mọi chúng sinh đang khổ đau ở trong cõi ta bà này. Nếu như quý ông bà và anh chị em cảm thấy video này chia sẻ hay và hữu ích thì đừng quên cho một like cũng như là đăng ký kênh và share video này cho nhiều người cùng biết cùng theo dõi để lan tỏa sự yêu thương trong cuộc sống này. Xin cảm ơn.